Alo, rồi, Nghe ok. không nghe. Rồi, bà đấy là vẽ cái hình tam giác vuông đúng không? Thì, đây, anh mở lại cái đề. Đây. Vẽ một hình tam giác vuông có chiều cao là n. Thì ở trong C ấy, thì mình in ấy, mình cứ in là in từng dòng đúng không? In từng dòng đúng không? Nên là mình phải duyệt qua các cái dòng và mỗi cái dòng mình lại phải duyệt qua các cái cột. Được chưa? Giả sử dòng 1 ấy thì mình in một cột, dòng 2 mình phải duyệt qua các cái cột để mình in ba cột. Dòng 3 mình lại duyệt đến đến dòng thứ ba mình lại duyệt và mình in ra năm cột. Ok chưa? Bạn nào mới vào nhỉ? Không, em bị thoát ra, em bị thoát Ừ, ra. ok. Rồi, có nghĩa là mình in từng dòng và mỗi dòng thì nó có các cái cột này. Ok chưa? Thì để mà duyệt qua các cái dòng ấy thì mình phải có một cái vòng for để mình duyệt hết các cái dòng. Giả sử mình có 5 dòng thì mình có một vòng for từ 1 đến 5. Ok chưa? Và mỗi vòng mỗi mỗi dòng ấy mình phải duyệt qua các cái cột để mình xem cái dòng nó có bao nhiêu cột để mình in. Giả sử dòng 1 này thì có một cột thì mình chỉ in một thôi. Dòng 2 có 3 cột thì mình phải duyệt từ 1 đến 3 và mình in ra ba cái sao. 1 đến 3 là nó sẽ có ba cái sao mà. Dòng này thì từ 1 đến 5 thì nó sẽ có 5 cái sao. Ok chưa? Có nghĩa là mình cứ duyệt qua từng hàng và mỗi hàng là mình sẽ duyệt qua cái cột để mình in sao. Mỗi cái cột là tương đương với một cái sao này. Hiểu chưa? Thì đây nhá. Giả sử là anh nhập chiều cao là n, cũng nghĩa là anh có n hàng đúng không? Thì anh phải duyệt qua các cái hàng này, anh for cái vòng for lớn là duyệt qua cái hàng từ 1 đến n, cũng nghĩa là anh có n hàng đúng không? Rồi, ở trong mỗi hàng thì anh có cái cột tương ứng. Mỗi cái cột thì có cái chiều dài là từ 1 đến cái số sao tương ứng của nó. Cái cột đầu tiên ấy, à cái hàng đầu tiên ấy thì số sao của nó là 1. Từ cái hàng tiếp theo thì số sao nó tăng lên 2 đơn vị nữa. Thì tiếp theo là 3, 5, 7, 9 đấy, nó cứ tăng dần thì nó sẽ cứ for từ 1 đến đấy. Giả sử anh có 3 sao thì nó in từ 1 đến 3 thì là nó in 3 lần thôi. 3 lần cái sao này thì nó sẽ ba cái dấu sao thôi. Và cứ hết mỗi hàng thì anh xuống dòng thôi. Đây nhá, anh làm như này cho nó dễ hiểu nhá. Rồi. Rồi, làm như này dễ hiểu nhất này. Anh nhập là 5 này. Nhập là 4, 4 cho nhau cho nó nhanh. Rồi, đi đến next này. Để như này cho mọi người theo dõi nhé. Hôm trước anh hướng dẫn cái thủ thuật debug này đúng không? Đúng rồi, rồi đúng không? Rồi cái next thôi. Đây này, có nghĩa là ban đầu là y của anh đang bằng 1 này. Y bằng 1 này, anh bắt đầu duyệt hết cái hàng 1. Thì hàng 1, số sao của anh là 1. Thì nó sẽ từ 1 đến 1, có nghĩa là nó sẽ in một cái sao thôi. Ok chưa? Rồi nó cái vòng này sai, nó sẽ thoát ra và nó xuống dòng. Ok chưa? In một cái sao này. Xuống dòng. Ok chưa? Sao tăng lên 2 đơn vị, có nghĩa là bây giờ số sao của anh là bằng 3. Cái dòng tiếp theo anh sẽ in ba cái sao đấy, hiểu chưa? Đấy, y của anh tăng lên một đơn vị là y anh bằng 2, là cái hàng thứ hai. Hàng thứ hai anh sẽ in ra từ 1 đến 3, có nghĩa là anh in ra ba cái sao. Đây nó một lần sao này, hai này, ba này, ok chưa? Hết rồi, xuống dòng này, tăng thêm hai cái nữa này. Tiếp theo là in 5 này. In 5 cái. Ok chưa? Rồi, tăng tiếp lên, tiếp theo là 7. Rồi. Vì cái n của anh bằng 4 nên là anh đã in đủ 4 dòng rồi nên là thoát vòng vòng ngoài. Và số đây. Output của anh là ra cái hình như này. Rồi mọi người hiểu nó chạy như nào chưa? Rồi, tạm hiểu. Hiểu ạ. Rồi. Có nghĩa là có bao nhiêu hàng thì mình duyệt một cái là theo hàng, một cái là theo cột thôi. Hiểu thế. Ok chưa? Rồi nhá. Rồi,
Về mọi người làm bài tập về nhà thì có cái gì khó khăn lắm nhỉ? Mọi người làm được những câu nào nhỉ? Đấy, em làm được câu 7. Câu 7 đấy, với lại câu 7 hình vuông đấy, hình chữ nhật đấy. Với lại cái câu câu thứ nhất của cái bài thứ hai, với lại bài thứ nhất. Còn lại phần kia em chưa làm được. Bài thứ nhất với lại câu bài thứ hai này thì đây là bài thứ ba, cái S1 của bài thứ ba, còn cái S tổng em cũng chưa tính được. Cái này vẫn chưa biết tính đúng không? Rồi hôm nay mình sẽ đi qua cái loạt mà nó tính như kiểu loằng ngoằng rồi nhá. Cái câu xin này thì làm cuối cùng, mình sẽ làm cuối. Mình sẽ làm mấy cái câu như này á. Rồi, buổi hôm nay là buổi làm bài tập nên là mình sẽ làm bài tập để ôn lại kiến thức. Đầu tiên là anh chữa câu 7 này nhá. Câu 7 này mọi người làm được hết không? Câu 7 được em. Anh cứ chữa đi. Anh cứ chữa nhá. Rồi. Câu 7 B. Bảy chữ nhật. Rồi để như này, nhìn cái hình này. Chiều rộng là M thì nó sẽ in ra M cái đúng không? Và chiều cao là N, cái này có chiều cao N dòng và chiều rộng là M với sao. Rồi ok. Đó. Thì đầu tiên mình sẽ có hai biến là biến M và biến N. M chính là chiều rộng và N chính là chiều cao. Mình nhập hai cái này vào. Để như này mọi người cứ nhìn nha. Thôi, để như này đi. Enter M này. N luôn nhá. Thôi, để riêng ra. Uống cái gì đấy? Scan này, phần trăm đi. Đấy, và M này. Rồi. Xong M này. Enter N này. Rồi. Rồi, bây giờ đến công đoạn vẽ đúng không? Thì như lúc nãy anh nói ấy, thì mình cũng phải duyệt qua từng hàng và mỗi hàng mình sẽ duyệt qua từng cột để xem là cái hàng đấy có bao nhiêu sao để mình vẽ. Ok chưa? Thì cái bài này ấy, mình sẽ duyệt cả có chiều cao của nó là N nên có N hàng. Ok chưa? Thì mình sẽ in Y. Mình sẽ khai báo bên Y ở ngoài này nhé. In Y này. Z luôn nhé. Thì y 1 y bé hơn hoặc bằng n y cộng cộng vì có n đấy mà. Sau tiếp theo là mình sẽ for cái cuối để mình in theo cột đúng không? Và có m cột đúng không? Z bằng m z à z bằng 1 g bé hoặc bằng m g cộng cộng. Tại vì là chiều rộng của nó là m mà nên là mình sẽ có m cột. Được chưa? Rồi. Cái công việc đầu tiên ấy chính là mình sẽ in ra hai cái đầu với cái cuối này này. Cái đầu với cái cuối này thì y bằng mấy ạ? Đầu y bằng 1. Chiều rộng 1. Đầu y bằng 1. Còn cuối là y bằng n đúng không? Vâng. Nên mình đơn giản là mình kiểm tra if y bằng 1 hoặc y bằng n thì mình in sao tất. Nghĩa là nó in hết cả cái hàng kia. Ok chưa? Câu 7B này. 7B nhá. Đấy, có nghĩa là nếu y của mình bằng 1 thì mình cứ in sao, không bỏ qua cái gì cả. Ok chưa? Ngược lại này, có nghĩa là nó không rơi vào hai cái hàng này. Nó rơi vào các cái hàng mà nằm tầm giữa giữa này. Ok chưa?
nằm ở tầm giữa giữa thì mình kiểm tra nếu như nó đầu dòng hoặc cuối dòng thì mình mới in sao, còn ngược lại là mình in dấu cách. Ok chưa? Đầu dòng thì G của mình bằng mấy nhỉ? Bằng 1. Và cuối dòng thì G bằng M thôi. Ngược lại. If G bằng 1 hoặc G bằng M, nghĩa là đầu dòng và cuối dòng thì mình print ra dấu sao. Còn ngược lại có nghĩa là nó không phải đầu dòng cuối dòng mà nó nằm ở cái đoạn giữa này, này. Thì mình không in dấu sao mà mình in dấu cách. Như này. Đấy. Cứ chạy hết nhá. 3 này, 5 này. Mọi người biết tại sao nó xấu như nào? Mình chưa xuống dòng. Chưa xuống dòng đúng không? Có nghĩa là bao giờ hết một dòng thì mình phải xuống. Bao giờ hết một cái thì mình xuống nó. Thì chỗ này. Đây cái for trong này chính là in hết các cái cột đấy, hết cứ hết lượt các cái cột của một hàng thì mình xuống dòng á. Ok chưa? Rồi. 3 này, 5 này. Đấy. Hơi xấu tí nó cho cái hình nó to to lên, giả sử là 5 này, 10 đi. À quên, cái M nó nhập to lên. M là giả sử nhập 20, cái này là 5. Đấy, thì nó ra hình này. Đúng chưa? Chiều cao là 5 này. 1, 2, 3, 4, 5. Còn cái hình này chắc là 20. Ai rảnh thì đếm hộ mình nhá. Chắc là có bị lỗi không nhé. Rồi, mọi người hiểu cái cách làm cái này chưa? Có nghĩa là mình hình dung là những cái chỗ nào mình cần vẽ. Đơn giản là mình cứ vẽ từng hàng từng cột thôi. Và mình tìm ra cái quy luật của hàng cột đấy để mình vẽ. Cái này thì quy luật là nó in ở đầu, in ở cuối. Cái này thì quy luật là cứ hàng dưới thì nó lại nhiều hơn hàng trên 2 dấu sao. Đấy, đơn giản là mọi người tìm ra cái quy luật, còn mọi người cứ vẽ từng hàng ra. Cứ duyệt hết các cái hàng và hàng nó vẽ như thế nào thì mọi người tùy vào cái quy luật của cái hình ấy. Ok nhá. Anh ơi, anh mở lại cái bảng code rồi. Cái dấu giữa cái... G bằng 1 với cả G bằng M nó là nghĩa nhỉ? Dấu hoặc. Có nghĩa là G bằng 1 thì mình cũng in sao, hoặc G bằng M mình cũng in sao. G chính là cái cột đúng không? Chính là chỉ số cột đúng không? Có nghĩa là cái cột này, cột của mình là cột thứ 1. Mình in sao, hoặc là cột thứ M cũng như là cột cuối, cột đầu hoặc cột cuối là mình in sao. Còn mấy cái cột giữa thì mình không in. Được chưa? G là chỉ số cột, còn Y là chỉ số hàng ấy. Được chưa? Cái lúc đầu thì giả sử Y của mình bằng 1 thì mình in tất. Hoặc là Y của mình bằng N thì mình cũng in tất. Còn là mấy cái đoạn giữa thì mình in kiểu khác. Đấy, mình cứ tìm ra cái quy luật để mình in thôi mà. Đây này. Đây nhá. Nếu Y bằng 1 và Y bằng N thì mình in sao? Ok cơ. Ngược lại có nghĩa là Y của mình nó không nằm, cái hàng của mình không phải là hàng đầu và hàng cuối, mà mình là cái hàng ở giữa, thì mình lại kiểm tra nếu như một cột mình là cột đầu hoặc cột cuối thì mình in sao, còn nằm ở giữa thì in dấu cách thôi. Hiểu chưa? Nên mình tưởng tượng cái hình mình vẽ thôi. Rồi về mọi người cứ thử code lại đi 2 lần là mọi người sẽ hiểu nó là như nào. Vì bài toán vẽ hình này thực chất nó không khó, tại vì mọi người cứ làm 1-2 hình là mọi người quen, mọi người làm dễ. Rồi, tiếp theo là đến câu 10 đúng không? Câu 10 là viết chương trình tìm ước số chung lớn nhất và bục số chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương bất kỳ. Tìm ước chung lớn nhất thì mọi người có biết cách tìm không ạ? Nếu như mà ở ngày trước mình học ấy, là mình phải phân tích ra thừa số nguyên tố đúng không? Vâng. Đúng chưa? Và mình phải tìm xong mũ lớn, cái nào mũ lớn thì mình lấy đúng không? Nhưng mà ở trong lập trình thì mình làm việc đấy rất là khó khăn. Nên là có một cái cách ấy, là tìm ước chung lớn nhất, có nghĩa là mình sẽ duyệt hết các cái ước của một thằng và mình kiểm tra xem là cái thằng còn lại nó có chia hết hay không. Nếu nó chia hết và cái số đấy cũng là số lớn nhất thì mình in ra thôi.
Rồi anh nói không? Có. Giả sử anh tìm ước chung lớn nhất của số 12 với số 10 đúng không? Số 12 số 10. Không đấy nhỉ? Số 16 đi. Thì số 12 này có những ước nào thì mình cứ duyệt từ 1 đến 12. Thì nó sẽ có những cái ước là từ ước là 1 này. Những cái ước là 1 này, 2 này, 4 này, 6 này, 12 đúng không? 3 nữa anh. 3 nữa. Ừ, 3 đúng không? Rồi thằng 16 này cũng là 1 này, 2 này, 4 này, 8 này. 16 đúng không? Vâng. Rồi thì mình cứ duyệt từ ví dụ mình duyệt từ thằng bé mà tại vì ước chung mà ước thì chắc chắn là nó phải bé là 12 rồi. Mình cứ duyệt từ này xong mình lấy cái số 16 là mình chia xem nó chia hết thằng nào ở trong cái này lùi dần đi thì là giả sử 16 nó không chia cho 12 đúng không? 16 nó không chia cho 6 đúng không? 16 chia cho 4 thì dừng lại số 4 vì số 4 là ước chung lớn nhất. Nên mình duyệt từ cuối mình duyệt lên mà. Ok không? Duyệt từ số lớn về thì mình cứ gặp một thằng nào mà nó là ước của hai cái thì nó là ước chung lớn nhất. Hiểu chưa? Cứ đi vào code là sẽ hiểu. Câu 10 đúng không? Bạn nào nhắn tin gì thì sao? Rồi bạn nào mà thấy ồn ồn thì tắt mic đi, lúc nào cần nói thì bật lên được. Rồi thì nước chung đúng không? Bây giờ mình sẽ nhập hai số này, giả sử anh có hai số là số M và số N. Lấy luôn bài này. Đấy lý do anh khai báo là M này. Ok chưa? Nhập luôn hai số đấy. Để tìm ước chung lớn nhất và vòng chung nhỏ nhất thì thực ra nó có một cái cách tối ưu hơn, nhưng mà bây giờ anh sẽ đi từ cái cách làm từ vòng lặp để cho mọi người hiểu. For này. Anh sẽ kiểm tra số M với số N, cái thằng nào bé hơn ấy, thì anh sẽ lấy ước của cái thằng đấy rồi. Chứ anh không lấy thằng lớn hơn làm gì, tại vì là nó không thể là ước chung được nữa. Hiểu không? Thì để kiểm tra xem thằng M với thằng N, mình íp này. M bé N. Mình sẽ for in y khai báo bên y ở ngoài nhé. Y bằng m. Rồi anh hướng dẫn mọi người cái cách for lùi này. Giả sử m nó bé hơn n thì mình for từ m này y lớn hơn bằng 1 y trừ trừ. Đấy. Đây là cái vòng for lùi, có nghĩa là cái giá trị khởi tạo của nó là bằng m. Và nếu y nó lớn hơn 1 thì mình lặp. Ok chưa? Sau mỗi vòng lặp thì y của mình giảm đi một đơn vị, y trừ trừ nghĩa là nó giảm đi một đơn vị. Giả sử m lúc đầu anh nhập là 5. 5 nó lớn hơn 1. Nó bắt đầu làm cái gì đấy, sau tiếp theo y nó giảm đi 1. Thì tiếp theo là 4, 3, 2, 1 và cuối cùng là 0 thì nó thoát. Ok chưa? Hiểu cái vòng for lùi chưa? Rồi anh kiểm tra if này. N phần trăm y bằng 0. Và ước chung mà. Và m phần trăm y bằng 0. Thì anh print ra ước chung, cái chung lớn nhất, cái tab nhé, chung lớn nhất của phần trăm d bằng phần trăm d, ước chung lớn nhất của phần trăm d là m này, n này bằng y thôi. Tại vì mình duyệt từ cuối, mình duyệt về có nghĩa là duyệt ngược ấy. Mà nếu như mà gặp một cái thằng y nào đấy mà n nó cũng chưa hết mà m nó cũng chưa hết, có nghĩa là thằng y đấy là ước chung lớn nhất của m và n thôi, tại vì nó là cái thằng ước to nhất mà mình tìm thấy đầu tiên,
Ok chưa? Rồi nhá, đây là mọi người có nghe không nhỉ? Alo. Vẫn nghe mà anh. Có Ok. nghe à? Vẫn nghe anh ơi. Đấy, đấy là tìm ước chung lớn nhất đúng không? À, đây, chỗ này có một cái eo này. Giả sử Có tết rồi. L ít M lớn N. M lớn N thì mình cũng for. Này thiếu cái mặt nhé. For nhưng mà chỗ này lại for từ N. Và đến cũng đến 1. Nếu mà đây thì nó in ra là y. Ok chưa? Nên mình chỉ for từ thằng bé rồi mình không mất công mình for thằng lớn làm gì, tại vì những cái số mà nó lớn hơn cái thằng bé đấy thì nó chắc chắn nó không phải là ước của thằng bé được, nên không thể làm nào là ước chung được. Ok chưa? Nên mình chỉ for từ cái thằng bé mình for về thôi. Được chưa? Rồi, chỗ này có thể là L luôn được nhỉ. Giả sử L luôn nó sẽ bao trường hợp là M bằng N. M bằng N thì cái thằng M nó cũng chia hết cho N, mà thằng N nó cũng chia hết cho chính nó, nên là nó vẫn in ra bình thường. Rồi thử chạy nhé. Giả sử như anh nhập hai thằng bằng nhau là 12 thì ước chung lớn nhất của nó là 12 đúng không? Rồi, bữa trước mình mới học một cái câu lệnh là gì nhỉ? Câu lệnh là khi mình tìm tìm thấy ước chung lớn nhất thì mình sẽ break luôn. Có nghĩa là mình thoát vòng lặp luôn, mình đạt được cái yêu cầu của mình là tìm được ước chung lớn nhất là mình thoát vòng lặp để cho mình không phải lặp nữa. Tại vì khi nếu như mà mình lặp tiếp tục lặp ấy thì nó tìm được rồi nó lại bỏ tiếp tục nó tìm mấy thằng ước tiếp theo. Có nghĩa là nó tìm được thằng giả sử 2 12 nó tìm 2 12 đúng không? Sau tiếp theo nó lại tìm đến hàng 6, nó lại tìm tiếp đến thằng 4, thằng 3, có nghĩa là nó bao nhiêu ước nó in ra tất tại vì nó đều là ước chung. Đấy chưa? Nên là khi mình đạt được cái mục đích là tìm được thằng lớn nhất rồi thì mình break. Break nghĩa là thoát vòng lặp. Ok chưa? Rồi, giả sử anh nhập là 12 này, 16 ấy. Ước chung lớn nhất là 4. Giả sử nhập hai cái nguyên tố cùng nhau đi, số 11 với số 13 đi. Vì nó là 1. Ok chưa? Không có ước chung nào lớn hơn 1 cả. Một. Rồi, mọi người nhìn này. Bữa trước anh có bảo mọi người ấy là cái mà nó hai cái giống nhau như này này mà viết như này người ta gọi là lặp cốt. Ok chưa? Nên có cái cách nào để cải thiện không nhỉ? Dạ các khám giá trị lớn hơn là mờ cái nhỏ hơn là đúng không? Là sao? Không nghe thấy gì. Em gán giá trị số nào lớn hơn thì nó là n, còn số nào nhỏ hơn thì là m. Không thì chỉ cần làm một cái thôi. Đúng rồi. Đúng rồi đấy, bạn ấy nói đúng ý đấy. Có nghĩa là mình có một cái biến là biến Em trung gian đúng không? Mà mình kiểm tra ít này, m nó lớn hơn n thì mình mới đổi chỗ. Thì tem bằng m và m bằng n. Và tiếp theo là n bằng tem. Ok chưa? Để chắc chắn là cái thằng m nó luôn bé thằng n, nên là nếu như m nó lớn n thì mình đổi chỗ để cho m nó bé hơn. Ok chưa? Thì chỗ này mình biết là m nó luôn bé hơn rồi nên mình không cần cái vòng này nữa. Xóa luôn vòng này. Ok chưa? Chạy nó vẫn ngon hơn. Giả sử như 12, 16 với 16, 12 nó giống nhau. 16, 12 đấy nó giống nhau tại vì nó đã ăn đổi rồi. Nhưng mà chỗ này ấy, nếu mà để như thế thì nó sẽ auto là in cái này là 12, cái này là 16. Thì cũng chưa hay lắm đúng không? Rồi. Nếu như thế thì để mà không mất hai cái giá trị mình nhập vào này này thì anh khuyến khích mọi người nên thêm một cái biến min và một cái biến max nhé.
để nó không bị mất đi cái giá trị cũ ấy. Đó. Tại vì xuống dưới này mình in ước chung lớn nhất của M với N thì mình không thể đảo chỗ. Hiểu anh chưa? Thì nếu M lớn N thì min. Min bằng N. Mắc. M. Ngược lại. Ngược lại thì min m mắc bằng n. Thì chỗ này mình sẽ không cần if nữa mà mình for từ mắc về min nữa. À for từ min nữa. Ừ, thực chất thì không cần tìm mắc đâu nhờ. Đúng rồi, thực chất không cần tìm mắc đâu, tại vì mình có dùng biến mắc đâu. Rồi. Min bằng n, min bằng m. Đấy, mình for từ min, for về và mn vẫn giữ nguyên. Vẫn cần một biến min thôi. Ok. Rồi, chạy vẫn bình thường. Đấy, vẫn bình thường. 16 này, 12. Ok chưa? Có nghĩa là ấy, các cái input mình nhập vào này mình không nên thay đổi giá trị của nó, tại vì có những cái trường hợp mình cần sử dụng đến m và n. Nếu như mà mình đổi chỗ m với n ấy thì nó đổi chỗ trực tiếp giá trị luôn ấy, thì cái lúc mình cần sử dụng lại cái giá trị gốc ban đầu ấy thì mình bị mất rồi. Ok chưa? Nên là mình không không nên làm kiểu đấy, mà mình nên là có một cái biến để mình lưu. Gọi như là backup dữ liệu đấy. Ok đúng không? Đây là ước chung lớn nhất này. Bội chung nhỏ nhất thì làm như nào nhỉ? Mọi người có cái có ý tưởng làm bội chung nhỏ nhất không? Cũng dùng vòng for thôi. À dùng vòng lặp thôi. Vòng lặp á, em nghĩ không cần, bởi vì trong toán học nó có công thức này nhỉ. Ừ. Đúng, trong toán học có công thức, nhưng mà giả sử mình không biết công thức thì mình dùng vòng lặp mình vẫn làm được đúng không? Tí nữa anh sẽ nói cái cách công thức nha, và cái cách đấy là cái cách sẽ dùng về sau, nhưng mà đây là anh đang muốn mọi người vận dụng cái vòng lặp để mọi người có thể làm được. Thì bội chung nhỏ nhất có nghĩa là chắc chắn là nó phải đi từ, nếu ước chung lớn nhất thì nó sẽ duyệt từ min duyệt xuống đúng không, nhưng mà bội chung nhỏ nhất thì nó sẽ đi từ max đi lên. Bao giờ gặp cái thằng mà nó chia hết cho cả hai số thì mình dừng. Ok chưa? Ừ. Và cái lặp đấy mình không biết được là cái mình không biết là lặp bao nhiêu lần, nên mình dùng vòng lặp while. Okay, yeah. Rồi mình kiểm ban đầu mình cũng khai báo này, đây chỗ này là bội chung nhỏ nhất này. Bội chung nhỏ nhất thì mình khai báo một cái biến mắc. Mắc bằng lúc nãy mình khai báo trên kia hơi ngu. Mắc bằng m trong if mắc bé n thì mắc bằng n. Như này nó gọn hơn tí đúng không? Nãy mình khai báo trên này hơi ngu tí. Cũng được. Bây giờ bắt đầu mình gắn bằng m, nếu như mà cái mắc này bé hơn n thì mình gắn lại mắc bằng n. Rồi. Mình sẽ có cái biến y này. Y bằng mắc. Ok chưa? Trong khi cái biến y này còn chưa chia hết cho m các không và y phần trăm n các không. Có nghĩa là nó chưa chia hết cho cả hai số này thì nó chưa phải là bội chung nhỏ nhất đúng không? Thì mình làm cái việc đơn giản là y cộng cộng. Nghĩa là mình cứ cộng đến bao giờ mà mình gặp một cái số mà nó chia hết cho cả hai số. Mà nó bắt đầu từ max, có nghĩa là bắt đầu từ max rồi. Nó lớn hơn và nó chia hết cho cả m và n thì nó chính là bội chung nhỏ nhất. Chính là cái số đầu tiên ấy mà mình tìm thấy
mà nó chia hết cho cả m và n. Được chưa? Hiểu 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 anh nói chưa? Thì thoát khỏi vòng lặp quay này, chính cái y của mình chính là cái bội chung nhỏ nhất thôi. Bội chung nhỏ nhất của phần trăm d, phần trăm d bằng phần trăm d phẩy này m n y. Rồi đến đây mọi người có hiểu không ạ? Không có. Bạn nào không hiểu nhỉ? Anh giảng lại từ đoạn in y bằng mắc đúng không? Ừ. Bội chung nhỏ nhất đúng không? Thì nó chính là cái số mà nó chia hết cho cả hai số kia đúng không? Mà nó là cái bội mà nhỏ nhất. Giả sử như số 12 với số 16 thì mình cứ dần thì cái số nào mà nhỏ nhất nhưng mà phải chia hết cho cả 12 và 16 thì chính là bội chung nhỏ nhất đúng không? Đúng chưa? Đúng. Rồi, thì ban đầu mình sẽ xem hai cái số đấy thằng nào là mắc. Mình sẽ nhảy từ mắc nhảy đi thôi, tại mình không cần phải mất công mình tìm min nữa. Tại vì cái điều kiện là bội chung nhỏ nhất thì nó phải chia hết cho cả hai số, nên mình duyệt từ mắc, mình duyệt đi thì mình sẽ đỡ cái vòng lặp. Tại vì nếu duyệt từ min ấy thì chắc chắn những cái số mà nó nằm ở trong cái đoạn giữa đấy thì nó không chia hết được cho mắc, tại vì nó bé hơn mắc. Ok chưa? Nên là mình phải duyệt từ cái thằng lớn hơn mình duyệt lên. Ban đầu mình gán y bằng mắt và mình kiểm tra trong khi cái biến y này của anh ấy nó không chia hết cho m và cũng không chia hết cho n. Hoặc ai rồi, đoạn là từ cái lúc mà nó không chia hết cho m chia hết cho n thì nó cứ chạy tiếp đến khi nào nó chia hết. Nó cứ cộng đến bao giờ mà nó chia hết cho m và chia hết cho n thì nó dừng. Có nghĩa là đến khi nào cái điều kiện này sai thì nó dừng. Ok chưa? Khi nó dừng thì nó cái y của mình chính là cái bội chung nhỏ nhất. Giả sử mình cái này không cần khai báo nhé, tại vì y mình đã khai báo trên này rồi. Rồi giả sử 12 với 16 thì như là bằng 36. 36 hay 48? 48. Đúng rồi, 48, 36 làm gì chết cho 16, quên nhầm. Rồi, ước chung nó nhất, bội chung nhỏ nhất này, xuống dòng cái nhìn nó ngon. 12, 16 này, thì nó là 4 này, 48 này, ok chưa? Có nghĩa là mình cứ chạy dần, đến bao giờ gặp một cái số nào mà nó chia hết cho cả hai cái kia thì mình dừng. Rồi, đấy là cái cách mà làm dùng vào là for. Và bây giờ anh hướng dẫn mọi người một cái cách là dùng cái gọi là tiên đề cái gì nhỉ? Anh không nhớ nó là clip hay cái gì. Tiên đề clip. Anh ơi. Ừ, nói đi. Cái bài lúc nãy em dùng vòng for đúng không? Dùng vòng for á? Nhưng mà em không biết là bao giờ em dừng thì em phải dùng một cái khái niệm là vòng for vô tận thì em dùng như nào? Em phút được chưa? Em chưa. Nhưng mà em đang hỏi xem được không thôi. Lúc nào? Được. Có nghĩa là em cho em dùng được nhưng mà là phải dùng cái vòng for vô tận này xong lúc nào gặp thì em break. Có nghĩa đúng là em bị nó cũng bị nhân từ vòng vai. Nên là anh khuyến khích mọi người nên rạch ròi ra là cái nào mà mình biết trước số lần lặp thì mình dùng for. Còn cái nào mình chưa biết trước số lần lặp thì mình dùng while. Để đến cái lúc người khác đọc code mình ấy, cũng dễ hiểu, nếu như mà em đang dùng cái mục đích này thì mình dùng cái hàm này, còn mục đích khác thì mình dùng cái hàm khác, chứ mình không nên là mục đích này mình dùng cái hàm kia thì nó dễ bị lẫn lộn, hiểu chưa? Người ta đã đưa ra cái khái niệm là cái vòng lặp mà biết trước số lần lặp là vòng lặp for, thì cái trường hợp nào mình biết trước số vòng lặp thì mình mới dùng vòng lặp for, còn cái trường hợp này mình cứ cộng mãi đến bao giờ nó chưa hết thì thôi thì mình dùng vòng lặp while. Ok chưa? Cũng như là bao giờ cái điều kiện này còn đúng thì mình còn lặp, bao giờ nó sai thì mình thoát ra và mình in nó ra như này. Ok chưa? Dần dần sau mọi người có một cái cách viết nó ngắn hơn một tí. Rồi, như này ạ. Rồi, tiếp theo là dùng cái tiên đề Euclid nhé. Tiên đề Euclid là sao? Có nghĩa là
nó cứ lấy hai cái số này nó trừ cho nhau, bao giờ nó bằng nhau thì thôi. Hai số này cái chênh lệch số nào lớn ấy, thì nó sẽ lấy số lớn trừ số bé. Có nghĩa là như này, giả sử anh có hai số a a bằng 12 nhé, b bằng 16 đi, 16 thì hơi đấy nhỉ, b bằng 36 đi. Đây này, thì nó sẽ làm như này, cái thuật toán này nó sẽ làm như này, nó kiểm tra a với b thằng nào lớn hơn, thằng b lớn hơn đúng không, thì nó sẽ gán lại là b bằng b trừ a trừ 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 đi, có nghĩa là bằng cái thằng lớn trừ đi một đoạn là thằng nhỏ. 36 trừ đi 12 bằng mấy ạ? 36 trừ 12 bằng mấy ạ? 24 đúng không, bằng 24 rồi. Và thằng a vẫn bằng 12 tại vì nó vẫn là thằng bé hơn. Và tiếp tục mình kiểm tra 24 với 12 thì thằng nào bé hơn? 24 vẫn lớn hơn 12 đúng không, nên tiếp tục là 24 sẽ bằng 24 trừ đi 12 là bằng 12. Ok, bằng 24 trừ 12 bằng 12. Và thằng A vẫn giữ nguyên, và bây giờ nó thấy hai cái này bằng nhau nên nó kết luận là ước chung lớn nhất là 12. Ok chưa? Nhanh chưa? Không cần phải for phía gì đúng không? Nó có nghĩa là nó cứ thấy hai số lớn chênh lệch nhau nó trừ một phát là xong. Thế anh làm một cái ví dụ nữa nhá. Giả sử đây anh cho số này số 24 đi. Ok chưa? Thì đây hai cái số này thằng này lớn hơn đúng không? 36 trừ đi 24 bằng 12 đúng không ạ? 36 cứ lấy thằng to trừ thằng bé xong gán vào thì bằng 12, 36 này trừ đi 24 thì sẽ bằng 12 đúng không? 12 với 24 thì thằng 24 là lớn hơn nên 24 trừ 12 bằng 12. Ok chưa? Giờ nó thấy hai cái bằng nhau, bao giờ cái trên bằng cái dưới thì mình kết luận nó là ước chung lớn nhất. Ok chưa? Và cái thuật toán này đã được chứng minh rồi nên là mọi người không cần nhất thiết phải chứng minh lại nhé. Chỉ nắm được rồi. Giờ anh đi vào bắt đầu cài đặt cái thuật toán này nhé. Câu 10 này. Tên đề anh không nhớ là Euclid hay Euclid gì đấy, và cứ Euclid nhá. Tìm ước chung lớn nhất nhá. Rồi thì cái đoạn MN thì nhập vào anh cũng có nguyên bên này, nhập hai số thôi không có gì cả đúng không. Rồi cái thuật toán này cài đặt rất là dễ, có nghĩa là trong khi m khác n, có nghĩa là m và n nó không bằng nhau. Giống như lúc nãy ấy, thì nếu như mà anh lấy m anh trừ đi n xong anh gắn vào m ấy, thì cái biến m ban đầu của anh sẽ bị mất giá trị đi, nên anh sẽ tạo hai cái biến backup, đấy là biến a và biến b. A bằng m này, b bằng n này. Ok chưa? Hai cái biến này là hai cái biến sao lưu thôi. Và anh lấy a b anh thao tác để cái MN khi anh nhập này nó không bị mất đấy, hiểu chưa? Thì trong khi A khác B thì mình sẽ làm cái thủ tục là nếu A lớn B thì mình A bằng A trừ B. Ok chưa? Ngược lại B bằng B trừ A, cứ trừ nhau mãi đến bao giờ mà hai thằng này nó bằng nhau thì thôi. Thì kết thúc vòng lặp thì chắc chắn là A nó sẽ bằng B rồi, nên mình sẽ print ra ước chung lớn nhất của phần trăm D bằng phần trăm D M này, N này và A hoặc B gì đấy, tại vì là A hoặc B cũng được, tại vì là kết thúc vòng lặp này chắc chắn là A nó sẽ bằng B thì nó mới thoát. Ok chưa? Nếu A khác B nó cứ tiếp tục trừ 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 bao giờ A bằng B thì thôi. Đây thử nhá. Số 24 này, 36 này, đấy là in ra 12. Và cái thuật toán này nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với em dùng vòng lặp for và em duyệt từ
12 em duyệt về xong em chia, à duyệt từ 24 em duyệt về 1 xong em chia thì nó sẽ cái khối lượng làm nó sẽ rất là nhiều, còn cái này em trừ mỗi 3 3 phép tính là nó ra luôn ước chung. Lớn nhất. Ok chưa? Rồi bạn nào mà mic không ổn quá thì mình bật lên tương tác với anh cho nó đấy, chứ còn không anh giảng không như này không biết là người đang Ổn ổn chỗ nào rồi. anh nhá. Ok Ô, nhá. anh ơi, cái print cuối hả? M phải N phải B đúng MNB được, tại vì là kết thúc cái vòng lặp này thì A nó sẽ bằng B. Ok, cái điều kiện nào để làm cho cái này sai thì nó sẽ thoát đúng không? Nếu A khác B thì mình lọc. Có nghĩa là khi nó thoát là A nó bằng B rồi thì nó không làm nữa. Được chưa? Có nghĩa là ra khỏi cái vòng lặp này thì A đã bằng B rồi, nên thì mình check in A và in B nó đều giống nhau. Bởi vì A với B bằng nhau. không? Đấy. Đấy là ước chung lớn nhất nhá. Và bội chung nhỏ nhất thì anh nhớ không nhầm là nó cứ thằng nào bé hơn thì nó cộng. Nói chung là nó hơi khó, thì ở trong toán học nó có một cái định lý để tìm bội chung nhỏ nhất. Bội chung nhỏ nhất ấy thì nó sẽ bằng là tích của hai số chia cho ước chung lớn nhất. Không đúng này lắm. Cuộc này đi. Sẽ bằng là tích của hai số mà chia cho ước chung lớn nhất. Chắc chắn là bội chung nhỏ nhất thì nó à, chắc chắn là tích của hai số nó sẽ chia hết cho ước chung lớn nhất, nên là nó là một số nguyên. Thì để cái này mình có a là ước chung lớn nhất rồi đúng không, thì mình đơn giản là mình bội chung nhỏ nhất luôn. Và anh khuyến khích mọi người chỉ nhớ một cái thôi, nhớ một cái ước chung lớn nhất thôi. Rồi giả sử đề bài nó bắt tìm bội chung nhỏ nhất thì mình tính xong ước chung lớn nhất xong mình trung gian sao thì đỡ mất công phải nhớ nhiều. Ok chưa? Phần trăm D anh thế, anh cái nào mà anh quy về cái anh nhớ được thì anh chỉ nhớ một cái, còn cái còn lại anh suy ra, tại vì mình làm gì mình nhớ hết được đâu. MN này và tiếp theo tích của hai số là M nhân N này và chia cho ước chung lớn nhất nên chia cho A. Đóng ngoặc lại nhé, à không cần đóng ngoặc đâu. Rồi thử này. Số 24 này, 36 này, 272. 72 là bội chung nhỏ nhất. Ok chưa? Nhắc mọi người hiểu đúng không? Ok Ok cơ. Ok. Rồi bạn nào mà không hiểu gì thì hỏi luôn nhá. Rồi câu này chắc làm được đúng không? Anh định cứ chưa xem một cách nào có cách của anh nó sẽ ngắn hơn đấy. Cái gì? Anh cứ chữa cái câu đấy đi vì cách nhiều khi anh code thì có cái nó hay hơn để biết rồi. Luôn nha, bài tập về nhà câu 1 này. Nó chữa nhanh này. Bài tập về nhà. Đây những cái file mà có chữ BTVN trước là của phần bài tập về nhà nhé. Lúc mọi người xem code ấy, thì mọi người nhìn cái nào có chữ BTVN để mọi người gióng xuống cái hàng bài tập về nhà xem. Ok chưa? Thường thì mình đọc đề xong bài nào mình không làm được thì mình mới xem code thôi mà, chứ còn mình có đi xem code xong mình mới vào mình xem đề đúng không? Thì cái bài này là nó sẽ tính tổng từ 1 đến 20 đúng không? Mình đừng là mình lấy một phần nữa. Rồi anh sẽ có một cái biến sum đúng không? Tính tổng anh sẽ có biến sum và sum bắt đầu anh gắn bằng không. Và for thì cái này mình chỉ for cái phần dưới này, mình không phải for cả cả cái đấy, mình chỉ for 1 2 3 4 5 này, mình thấy nó quy luật là 1 2 3 4 5 6 đến 20 này. Thì mình bây giờ mình for từ 1 đến 20 đây. Nhìn này. For y bằng 1 này. Bằng Anh ơi, hay là mình phải dùng plot anh ạ? Dùng ít là tôi không được. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Cái việc
Là mình có nghĩa là cái tổng của mình ấy nó phải là vần ba, tại vì là mỗi cái này nó là một số thập phân này, 1/3 này nó là số phẩy 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 này, nên mình không thể để là kiểu in là t này được, ok chưa? Để là flat hoặc là để là double, anh hay thích để là double. Mình kiểm tra này, à mình tính tổng này, sum này bằng này, sum cộng với 1 chia cho y. Nhưng mà cái 1 chia cho y này mình để không như này nó sẽ không được, tại vì là 1 nó là số nguyên và y nó cũng là một số nguyên. Hai số nguyên chia nhau thì chắc chắn nó chỉ lấy phần nguyên rồi. Ok chưa? Nó sẽ giả sử 1 chia 3 nó vẫn bằng 0. Nên ấy, để mình có thể lấy cả phần thực thì mình phải ép nó về kiểu số thực. Thì có hai kiểu ép, là giả sử mình cho cái này thì 1.0 thì là một cách đơn giản, hoặc là cách truyền thống nhất đấy là mình sẽ cho cái đào bổ vào đây. Okay, mình muốn ép về kiểu gì thì mình cho cái kiểu đấy vào đây, đào bổ này. Và ngoài này thì kiểu in sum bằng 100 để ép. Đấy, xong. Ok chưa? Đấy, 3.5 mé này. Chắc là đúng không? Bạn nào làm chưa? Đa số giống anh không? Có, em làm được. Cái này làm được. Thì chạy xem đa số giống không? Giống rồi, à. Ấy, kiểu cái bài này nó cần 5 chữ số thập phân cuối. Nên là phải chấm... Đúng chấm rồi. Lấy sau dấu chấm 5 chữ số. Ok. Thì chỗ này sẽ là 0.5. Đấy, nó làm tròn 5 chữ số rồi. Thế thôi. Này nó cũng giống như mình cộng từ 1 đến 20 mà. Khác tí là cái này nó lấy 1 chia thôi. Rồi câu 2 này có bạn nào làm được không? Anh xem lại cái cốt bài 1 đúng không? Cốt bài 1 đây. Như là mình for cái mẫu thôi, rồi mỗi cái là mình lấy 1 mình chia cho cái mẫu thì nó ra là như này. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đến 20 đúng không? Mình lấy 1 chia cho y, 1 chia cho y. Cái này là y nè, y nè, y nè. Nếu mà muốn lấy sau dấu chấm bao nhiêu số thì là 0 chấm bao nhiêu số để bấy nhiêu? Đúng rồi, xử lấy 2 thì 0.2. Không muốn lấy số nào thì 0.0. Cho em hỏi cái về cái double trước cái 1 chia y là cái kiểu nó ép, kiểu ép ép biến đi anh. Thì là sử dụng được ở trong những trường hợp nào ạ? Trong những trường hợp là cứ... mà em muốn cái 1 chia y này nó ra đáp số là một số thập phân đúng không? 1 này là số gì ạ? Là một số nguyên đúng không? Y cũng là một số nguyên. Hai số nguyên chia nhau nếu như mà mình không có tác động gì ấy thì nó mặc định là nó sẽ ra một số nguyên, tại vì bình thường hai số nguyên chia nhau nó sẽ ra một số nguyên. Cả đá không em làm không ra. Đấy, nên nếu không ép về ấy, thì giả sử 1 chia cho 3 nó mất lấy phần nguyên của nó là bằng 0. Không. Nên là tí nên là nếu em làm cái này thì cái sum của em nó bằng 0. À nó bằng 1. Không 1 mất. Rồi cảm ơn. Rồi, nhớ nhá. Nhớ là hai cái này nó ở đấy thì mình cho double vào. Khi mà người chạy sai, chạy mà cô nó chạy nhưng mà đáp số sai, mọi người nên nghĩ đầu tiên cho anh là nghĩ về cái kiểu của mình nó có bị sai hay không. Rồi sau mọi người mới bắt đầu đọc cái code để xem cái code của mình đúng hay sai. Đấy mọi người nhớ. Anh ơi. Anh check code của em với em chạy ở đây anh sai thế nào? Ừ, bật lên.